chơi thoải mái nha. Không có ai mà ngại ngùng hay cái gì hết. Bây giờ trước khi vào chương trình thì mọi người cùng cầm một cái ly bia lên được không ạ? Ai có bia đàn ông, ai có bia ai nhậu cầm ly bia lên. Ai có bia đâu, để lên cho chương trình đó. Bây giờ là chương trình còn rất là nhiều bạn đang tới nữa. Khoảng 10 bạn nữa. Cho nên là thôi mình 6 giờ rưỡi mình bắt đầu là được rồi. Bây giờ chúng ta lên một cái nha. Sau khi lên một cái ban nhạc cho một bài thiệt mạnh lên. 1, 2, 3, vô. Uống hết nha. We'll be right back.
buổi tiệc sinh nhật của anh Trần Duy Khanh sẽ được bắt đầu. Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta ổn định chỗ ngồi để chuẩn bị cho buổi tiệc. Xin trân trọng cảm ơn.
sẵn rồi. Bắt mình cùng chụp một tấm hình làm lưu niệm vậy. Được tiếp tục giới thiệu một nhân vật cũng vô cùng đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay, xin được giới thiệu cô Sinh là mẹ của anh Khanh. Vâng, mời cô Sinh lên sân khấu để trao món quà ngày sinh nhật này cho con trai yêu quý của mình. Vâng, mình cùng nhìn về phía trước để chụp một tấm hình lưu niệm nha. Vâng, một chiếc đồng hồ vô cùng xinh xắn luôn. Không thấy Bill đâu, không thấy Bill đứng đây. Thì em không biết là ngày hôm nay chắc chắn là anh Khanh đã chuẩn bị một cái bài chia sẻ để gửi đến cho mọi người rồi đúng không anh? Vâng, và sau đây sẽ là những cái lời mà xuất phát từ tận đáy lòng của anh Khanh để gửi đến tất cả mọi người hôm nay đã đến tham dự buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay. Và sau đây xin nhường sân khấu lại cho nhân vật chính ạ. Chết rồi, nhường như thì không biết làm sao đây. Nhưng mà thực sự là sống giờ là rất là nôn nao, với lại là khi mà chiều mà đến đây rồi á thì chưa thấy ai hết, tự nhiên thấy nó nôn hơn nữa, nôn chờ mọi người đến thôi chứ không gì hết. Tại vì cũng là có một cái điều nhỏ là em muốn chia sẻ là do là em tại gấp quá cho nên là mọi cái công tác chuẩn bị, với lại là em có mời mọi người á thông qua Zalo, thông qua cái thiệp online thôi, nhưng mà mọi người đến đây rất là đông đủ thì em cũng xin cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người và xin cho mọi người một tràng pháo tay ạ. Vâng, không sai, chắc chắn ngày hôm nay anh là nhân vật chính, thì anh là nhân vật đặc biệt nhất rồi, thì có điều gì thì mọi người cũng chắc chắn sẽ bảo vệ chân thành của chúng ta đúng không ạ? Vâng, và sau khi những lời chia sẻ phát biểu cao quý của anh Khanh thì em cũng xin được thay mặt cho anh Khanh cảm ơn tất cả cô chú, cậu mợ và toàn thể những người bạn đã đến chung vui cùng buổi tiệc ngày hôm nay ạ. Cho buổi tiệc được thêm một không khí sôi động, Hồng Hạnh xin mời quý vị tất cả chúng ta cùng rót thật đầy ly, nâng thật cao và hô thật to sau 3 tiếng đếm để buổi tiệc ngày hôm nay được chính thức bắt đầu. Nào, rót thật đầy ly trà, dơ thật cao lên nào. 1, 2, 3, go! Vâng, xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Nào, bây giờ tất cả các bạn, những ai mà có nến và pháo trong tay, chúng ta lần lượt bước lên sân khấu và truyền ánh sáng từ ngọn nến lên chiếc bánh. Chúc mừng sinh nhật mang ý nghĩa thể hiện niềm vui, sự quan tâm yêu thương nhất định cho nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Ngọn nến được thắp lên xua tan bóng đêm, tràn ngập ánh sáng và niềm hân hoan, niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp nhất không chỉ riêng cho anh Khanh mà còn cho tất cả mọi người có mặt ở đây. Và chúng ta không quên cùng cất cao tiếng hát chúc mừng sinh nhật cho anh Diên Khanh. Vâng, và rồi chúng ta cũng cùng thắp đến chiếc bánh mừng sinh nhật hạnh phúc trong ngày hôm nay ạ. Tuyệt đẹp nhất trong ngày hôm nay là giây phút anh Khanh thổi chiếc bánh chúc mừng sinh nhật lần thứ 24 của mình. Hello, nào mọi người, ai là bạn thân, ai là những người thân yêu nhất trong buổi tiệc ngày hôm nay để đến mừng sinh nhật, hãy cùng lên sân khấu, hãy cùng lấy ngọn nến của mình đốt lên chiếc bánh sinh nhật. Rồi chúng ta mạnh dạn lên nè. Vâng, những ai có nến và pháo trong tay chúng ta lần lượt lên sân khấu để cùng chúc mừng cho nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta đi ạ. Ngọn nến được thắp lên như xua tan bóng đêm, tràn ngập ánh sáng của niềm hân hoan, niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp nhất không chỉ riêng cho anh Khanh mà chúc tất cả mọi người ở đây. Và chúng ta cũng không quên cất cao tiếng hát chúc mừng sinh nhật. Nào chúng ta cùng hát thôi. Happy birthday to you. Đứng lên. Happy birthday.
Hello.